chào cô chú anh chị ngày mới an lành nha. Dạ rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Hôm nay tôi mời cô chú anh chị cùng tôi đến tham quan chợ Vịnh Tre. Dạ. Chợ Vịnh Tre thì tôi thấy logo chợ thì nằm phía ở ngoài đường cả nhà ơi, nhưng mà chợ ở bên trong thì là bán rất là đông vui nè. Ở ngoài mình nhìn đó thì là thấy không có chợ, chỉ có thấy để chữ Vịnh Tre, chợ Vịnh Tre thôi. Nhìn thấy vắng vẻ nhưng vào bên trong bà con mình buôn bán rất là vui. Thì hôm nay tôi cũng về đây để ghi hình gửi đến cho tất cả bà con mình xa gần xem. Nhiều không chị? Bán à cũng được. Dạ. Đồ hải sản thì bà con mình ưa lắm, tại vì mình ở đây không có biển đó. Dạ. Toàn là đồ đồng nhiều. Dạ. Rồi cái hải sản thì lúc nào cũng phải là dạ, bán được hơn. À, thôi chị bán hàng đi nha, em đi vào trong đây. Quay chợ. Quay chợ cho lên tivi cho bà con mình đi du lịch. Cho bà con mình đi du lịch. Ngày hôm qua mình mua hủ chao, không biết bữa nay mình mua cái gì để chấm ta. Chấm thì đậu rồng, leo, với đồ ăn kiểu cái chá rồi xào chị. Đậu rồng ha. Nhưng mà bây giờ còn đi vô trong trong châu đốc nữa. Cái mà không sao không sao. Ngày hôm qua mua hai bó rau ngổ ha. Đi vô trong miếu bà chạy lòng vòng nó nắng về tới nhà nó héo hết trơn. Thôi kệ, mua mấy trái đậu gồng về ăn với chao cả nhà ơi. Để mình tắt máy nha. Thôi mấy chị em bán hàng đi ha, mình đi nha. Ôi chợ vui quá à. Cái gì ở ngoài thấy vắng que à. Ở ngoài không thấy một cái gì trơn á. Nói trời ơi, biết sao không? Hôm bữa đi qua bên An Hòa Tự á. Hôm bữa đi qua chùa An Hòa Tự bên Phú Tân á. Quay bển. Ở bên Phú Tân. Ừ. Hôm bữa qua bển quay bển á. Cái xong có người bạn mới nói là chị lợi chị quay chợ Vịnh Tre đi, chợ Vịnh Tre vui lắm. Mà không thấy ai quay. Cái mới nói giờ có ai quay cũng vậy, nếu mà mình biết là mình chưa quay thì mình đợi mình quay. Các bạn là 5 7 tháng mới có người lại quay. Cái này là nữa nó lên cái gì vậy, lên đài gì hả? Lên TV đó. Chung Một Vòng Tay nè, cái này chắc ngày mai ngày mốt thì mình chiếu á. Bữa nay quay là mai mốt thì mình chờ mình về còn làm á. Rồi xong rồi là cho chiếu lên TV. Đại đời đại gì? Chung Một Vòng Tay. Chữ nè. Chung Một Vòng Tay. Bây giờ bấm vô cũng có nữa, bữa nay mình chiếu cái chợ gì ta? Cái chợ gì đằng kia đó? Chợ gì quên rồi. Hả? Không phải cái chợ gì á. Cái dầu. Cái dầu chợ lớn chứ à. Đó. Cái đó hôm qua mình quay, bữa nay mình chiếu rồi đó. Là cách bữa thì mình quay lên đủ thứ cá, bấm vô là coi về đang chiếu chợ đó đó, mà chợ nó ghê lắm, chợ nó vô lắm. Bốn năm tháng nay là ở ngoài đông chứ lần ở trong này không à. Vậy hả? Ra ngoài đây nó sáng mà vui nữa. Bốn năm tháng nay là ở ngoài này bán ngoài đường nhiều hơn. Có ngoài này sáng vui, trong này hơi tối không, với bà con ta chạy xe ngang ta mua cái là nó gọn hơn. Rồi thôi mấy anh em bán hàng đi ha, tạm biệt ha, chúc buôn may bán đất nha. Rồi đi nữa cả nhà ơi, mình cũng làm bà tám quá, đi mỗi chỗ ghé chút cái hết giờ. Đi nữa cả nhà. Đây là phía trong nè, bà con mình bán trời ngon quá, nãy mình mua rồi, mua bỏ vỏ giấu. Ngon quá à, thấy cái gì cũng mua hết trơn á. Đó, chợ Vịnh Tre nha cả nhà ơi.
bà con mình đó, nếu mà ai đã từng ở đây nè, hay là biết chợ Vĩnh Tre nè, thì nhìn thấy những thước phim tôi quay tôi gửi cho tất cả mọi người xem, thì xem cái có nhớ quê mình không nha. Nếu cảm thấy nhớ quê thì cố gắng sắp xếp công việc này để về thăm lại quê hương mình nè. Rồi chọn mua những cái món mà mình ưa thích ha. Những món quà, những hương vị mà mình từ lâu mình để quên nè, về ủng hộ bà con mình nha. Đây là ở khu dưới này thì bán cá nè. Cá nó có cái trứng gì nè cả nhà. Cái trứng cá bự nè. Cá lóc. Cá diêu hồng. Dưới khu dưới này thì bán tôm cá nè cả nhà ha. Xương à, hay nằm ở bô cái bể này. Không có cá muối hả thôi. Cá à? Hả? Không. Cá này bán mấy nha? Bán. Thấy cái gì mà lóc cá chân rồi đến cái này nè. Rồi, xương. Cua tôm mực. Ở khu dưới này thì mình thấy bán thì hải sản. Đây là phía trong nhà lồng chợ Vĩnh Tre ha cả nhà ha. Bên kia thì tôi thấy có bán quần áo may sẵn. Thôi mình đi lòng vòng phía trong này chút xíu đi rồi mới ra ngoài quay hình cho bà con xem nha. Ở đây thì mình là cá sông nè. Đó, nói về miền Tây thì cá tôm rất là ngon cả nhà. Đâu rồi, nhìn lên đây nè, con nhìn lên đây nè. Nhìn lên đây nè. Nè, nhìn lên đây nè. Nhìn lên đây nè, nhìn cô nè, nhìn cô nè. Trời, ta mê cá, ta nhìn cá không hả? Có thấy đâu, có nhìn đâu. Không thấy đâu, nhóc nè, ổng sợ, ổng chết, ổng không. Dạ. Em mà đi chợ em thấy mấy bé nhỏ nhỏ dễ thương, em hay quay lắm. Mà mắc cỡ có chịu nhìn đâu, hay là đang tức giận gì có chịu đang, nhìn đang quậy nè, phải bà lại mà nhầm bữa nó quay bà anh chạy cái máy cho mình á, đứng nhảy kiểu này kiểu kia đó 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 kìa, đây nè, đó mà qua chỗ đó nãy giờ mà trông bữa nay đang quậy kìa, sao mà cười được. Dạ mà bữa nó ra nó quay nó nhảy mình đi ra mà nhìn mà cười ra nhìn. Dạ. Tội nghiệp quá à, đang khóc kìa, thôi không quay. Nhảy thôi là nhảy luôn. Dạ. Đã luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Còn đây là bánh ít nè, bánh ít bánh tét nè. Hôm qua mình quay ở chợ kia thì mình cũng không có thấy có bánh ít bánh tét, chợ này có nha cả nhà. Đây là món bánh truyền thống của quê hương mình nè. Vào những ngày lễ Tết thì không thể nào thiếu được nha. Chợ Vĩnh Tre tôi thấy bán cũng rộng lắm cả nhà, bà con buôn bán nhiều hàng quá mà cũng người mua người bán cũng nhiều nè, mà bà con bà con bán ở đây thì cũng vui vẻ thân thiện nữa cả nhà ha. Đây là tất cả khung cảnh của phía bên trong chợ nhà lòng chợ Vĩnh Tre nè đó. Cô chú anh chị xem nếu mà cảm thấy nhớ quê ha, nếu mà đã từng biết chợ Vĩnh Tre, mình sống ở gần đây hay từng đi ngang đi biết chợ Vĩnh Tre thì có dịp nào về thăm lại quê hương thì ghé đây mua vài món đồ để làm kỷ niệm cho mình và cho người thân, và tìm lại những hương vị mà từ lâu mình để quên ha, ủng hộ bà con mình nha cả nhà ơi. Thôi thì tôi cũng đến tôi ghi hình khung cảnh chợ nhộn nhịp cho cả nhà xem thôi. Thì mình đi cứ mỗi gian hàng mình đi một chút nha. Cứ mỗi gian hàng mình đi một chút chứ mình ghé nhiều thì là không có thời gian nhiều ở cả nhà. Hồi nãy dưới kia thì mình đi xem thì mình thấy bán cá tôm hải sản ha, cá đồng rồi ha. Còn khu vực đây thì là bán gia vị nè. Cô sáng giờ bán được không cô? Dạ. Thôi kệ lai gai cũng vui vậy chứ ngồi nhà buồn hết cô ha. Dạ. Thôi con cảm ơn. Hôm qua thì đi bán tới 7 giờ tối mới về đó. Tiền ơi.
Ở đây chợ này mình bán tới tối luôn hả? Không, chị chạy theo sớm á, bán tháng bán chợ này rồi cái chạy theo sớm á. Dạ. Rồi chị bạn nó chỉ đau, rồi mới ở kia đợi điện cho biết. Dạ. Bán đi xuống dưới bán rẻ. Dạ, vậy cũng mừng. Bởi vậy con nói kệ thôi, kệ mình buôn bán đồ vận động rồi cho nó khỏe cô ơi. Với lại ngồi nhà buồn lắm. Buồn quá. Không ai nói chuyện luôn. Không ai nói chuyện. Mình buôn bán vừa có thu nhập ha. Có thu nhập. Dạ. Chứ bây giờ mình ngồi ở nhà cũng mình cũng phải tiêu xài à. Đó. Tiêu xài mua này kia xài. Còn dạ. Mình đi bán gì ra. Chứ đâu thế đâu, nhà đâu gặp cơm đâu. Dạ đúng. Rồi đó. Rồi cũng đâu có gặp con đến quay phim để rồi con đưa cô lên TV đâu. Cho đó, bà con biết đâu chị em mình, mấy chị mấy anh đi làm việc ở đâu xa đó nhìn thấy cô bán hàng đây nè, đó mẹ tôi bán hàng trong chợ đó đó. Cô ha. Dạ. Rồi những bà con mình xa quê á nhìn thấy chợ cái đỡ nhớ quê, nó chợ nhà tôi đó, gần nhà tôi đi. Dạ. Dạ dạ. Chị nào quay gì đi lên đài luôn. Dạ lên đài luôn á, con quay về lên TV luôn cho bà con mình xa quê đó người ta xem. Dạ. Dạ. Với bà con xung quanh đây xem cái nó cái chợ này ngay nhà mình rồi này kia đó vậy đó. Nhiều người cũng con quay vậy rồi cái cũng gọi điện cũng cũng nói trời ơi chị quay dính mẹ em đang bán trong chợ này kia. Dạ. Chứ không có gì hết trơn cô, con quay vậy nè. Cái cũng như là chợ quê mình mà bà con vui vẻ thân thiện, hàng quá thì ngon này kia nọ, vậy là con quay thôi chứ không có gì. Cô bán mắm. Dạ. Chỗ bán mắm nè. Cô bán gia vị rồi mấy thứ mắm đồ luôn á ha. Mắm đồ đó. Dạ, ngon quá trời luôn nè. Đó, nói phương nói về miền Tây mình thì mắm này khỏi chê luôn. Khỏi chê. Dạ. Con lát nữa con cũng đi vô Châu Đốc á, trọng hôm qua con quay chợ Châu Đốc. Dạ Châu Đốc ha. Dạ. Hôm qua cũng quay chợ Châu Đốc rồi cũng quay mấy gian hàng mắm đồ này kia cũng quay đủ thứ. Dạ. Đó. Sao bữa nay khiến gì Linh Ly đây ngầu cho gái quay vậy? Chứ hôm bữa là dắt này ngầu với chưa để dẫm xuống ngồi đâu. Dạ. Để dẫm xuống nằm. Ngồi vậy cho nó khỏe chứ giờ kê cái ghế, kê cái ghế ngồi nó mỏi lắm cô. Dạ. Dạ. Đó. Dằn cái dẫm gì để ra ngồi. Đó. Bán là buổi sáng ở 11 giờ về cái chạy siêu shop có chiếc xe máy nè. Trời ơi khỏe ha. Vận động đạp cái đạp gì nó khỏe cái chân mình đó. Dạ. Dạ. Rồi mấy bây giờ ông xã nói gì nè. Hôm đó đây chạy xe đa không, bữa nay á có nhỏ cháu ngoại cho chiếc xe đạp. Chạy cũng là chạy mấy vài cái trò không có bị tê cứng á. Dạ. Đó thì mình vận động á. Rồi cái máu mình nó lưu thông, máu huyết lưu thông á nó khỏe hơn. Bởi vậy á trên đài cũng hay khuyên bà con mình, nhắc nhở bà con mình như là chịu khó tập thể dục đó cô. Thể dục đúng. Dạ gì đó. Dạ. Nói vậy cho cô nằm hoài cô ngủ chắc sáng mét chưa. Dạ, nói gì cứ nằm cái ừ. Như con nè, con ví dụ giờ con ngồi ha. Con ngồi trên máy tính lâu một hồi cái chân con nó co vậy, mình ngồi trên ghế nó co ha. Cái hồi đứng xuống cái nó mỏi, trời nó tê, nó mỏi trơn. Đó, thì bởi vậy mình đi cái vận động máu huyết nó lưu thông lại cái là mình nghe nó bình thường lại, nó khỏe lại. Chứ nói chuyện như người này người kia. Dạ dạ đó. Như con đi quen vậy vui lắm, con thích lắm. Còn bữa nào ở nhà cái nó buồn nó cũng nhớ chợ. Cũng nhớ chợ. Không buôn bán gì cũng đi quay gặp bà con mình chuyện. Có tốn tiền gì không? Dạ không. Cái này con quay thì là có YouTube nè. Cái logo đỏ này nè. Có YouTube người ta trả lương rồi. Dạ rồi con đi quay nét đẹp của quê hương mình đi đó. Rồi con quay cúng đình chùa con cũng đi nữa. Cúng đình đồ này kia nọ rồi con cũng đi con quay. Rồi ví dụ như nói chung là cái kênh của con á. Cô về cô bấm vô cái chữ này nè, cô mới thấy nè. Mới thấy nha. Dạ, cô mới thấy. Bữa nay con chiếu chợ cái dầu. Chợ cái dầu ha. Bữa nay con chiếu chợ đó, tại hôm qua con quay ở đó. Rồi con chiếu đó. Dạ. Đó thì như vậy đó. Rồi đi chợ này chợ kia vậy đó, quay cho bà con mình xem người thì quê hương của người này người kia. Dạ, thấy quen gì là bao lâu mới lên đài? Chắc cái này con để chắc ngày mai hay ngày mốt. Ngày mốt con mới chiếu. Dạ. Cô bắt giúp tiếng cô coi. Bây giờ cô bắt cũng được, cô bắt cô coi mấy chợ khác. Vậy đó. Dạ. Cô bắt cô coi mấy chợ khác. Bây giờ cô bắt cô coi chợ cái dầu đi, chợ cái dầu hôm qua con quay đó. Vậy đó. Dạ, giờ cô bắt cô ấy đi, hôm 7 giờ sáng nay con cho chiếu rồi đó. Vậy đó. Dạ, hồi tối con làm sáng đêm luôn, giờ tối rồi, bây giờ con xong rồi con cho chiếu. Dạ dạ. Thôi con cảm ơn dì nha. Con chúc dì thân nhiều sức khỏe, buôn may bán đắt nha. Dạ. Rồi con đi tiếp nha, ghi hình về xung quanh cho bà con mình xem. Chứ để quay chỗ này không quay chỗ kia, cái nói sao chị không lại quay chỗ mẹ em, sao chị không quay chỗ em bán gì này kia. Đó vậy đó.
Thôi con đi nha. Dạ con đi ra ngoài một chút. Chợ chợ bán vui quá à, đông hết sức gì đó. Ở ngoài thì không thấy gì hết, con tưởng không có chợ. Nhìn nó buồn, nó vắng mà ai vô trong vui quá trời. Dạ ở đây là giàm sáng Vịnh Tre. À, dạ. Rồi cái giàm sáng cây dương nữa cô ha. Giàm sáng cây dương là dưới chợ Cá Dầu. Dạ ở dưới là sắc khác nữa. Cháu ngoại á, nó bấm điện thoại coi chạy hào hển lên. Bà ngoại có bà trong này nè coi. Người ta cũng dạ ta cũng đi quay đấy ha. Dạ dạ dạ. Đi lên hào hển thì bà ngoại có bà nữa nè để con quay cho bà coi. Thì coi xong rồi tới chừng mình bấm lại mình coi nữa cũng được mà cũng thấy mà. Có lần đó con đi quay cái bà cụ kia kìa, bà cụ 94 tuổi. À, thì bà cũng còn minh mẫn lắm, nhưng mà hôm đó là bà bị té, cái bà bị gãy chân. Cái thì con cháu cho bà ngồi trong nhà, con cũng đi quay cái chợ nhỏ nhỏ thôi. Cái chợ nhỏ xíu kêu là chợ Trùm Hổm đó. Không có chợ cũng như là tao nhóm họp 1-2 tiếng đồng hồ đó. Để con lại con quay thì mấy anh chị nó mới biểu con vô quay mẹ trọng á. Thì con mới vô con quay bà cụ. Thì con hỏi bà ăn sáng chưa, bà nói là bà ăn rồi này kia. Vậy đó mà không bao lâu cái bà mất. Vậy dạ cái bà mất rồi cái bây giờ mấy anh chị cứ mở cái clip đó coi hoài vậy đó. Vậy tại, tại vì coi như vậy mới thấy bà nói chuyện. Dạ. Chứ còn như chụp hình thì là xong rồi. Còn như quay vậy nè đó cứ mở ra cái thấy bà ngồi nói chuyện với con hoài, thấy hoài vậy đó. Rồi cái có lần cái con lại chơi, con đi ngang con ghé chơi thì mấy anh chị đó mới nói trời ơi chị quay cái clip đó bây giờ mẹ mất rồi cho nên giờ tôi mở coi hoài đặng nhìn thấy mẹ khúc đó đó. Nhìn thấy hoài. Dạ vậy. Thì giống như con đi quay những bến đò, bến phà cũng vậy. Rồi sau này nhà nước mình có tiền cái sẽ xây cầu cho người dân mình. Thì những bến phà đó thì đời con đời cháu mình nhìn thấy. Cái này cô còn hoài luôn, cô đâu có mất được đâu. Dạ. 10 năm 20 năm gì vẫn còn hoài, cô mở lên là vẫn còn, mở lên vẫn còn. Cho nên là thì cái đời mình đó thì là bến đò, thí dụ như sau này có cầu thì bến đò không hoạt động nữa, thì đến đời con đời cháu mình lớn lên nó thấy ở đây hồi đó là có phà có đò vậy đó, thì nó cũng là cái kỷ niệm hết vậy đó cô. Dạ. Chứ không gì hết trơn á. Ở cháu ngoại á nó lên nó coi nó chạy xa, nhà cũng xa chạy cái máy đò. Dạ. Bà ngoại lên đài nữa đó. Dạ. Thì chợ nào cũng vậy, không phải riêng gì mình con quay, cũng rất nhiều người quay. Chứ không phải riêng mình con thì ai cũng làm cũng được. Thì người nào thì cũng có cái fan hâm mộ của người đó. Dạ, ví dụ như của con thì con chiếu lên thì những mấy người fan hâm mộ của con người ta sẽ vào người ta coi xem ủng hộ con. Còn những cái kênh kia của các bạn kia đến quay thì có những người hâm mộ của các bạn kia người ta xem. Thì nó vậy đó chứ, ai quay cũng được hết trơn á nhiều khi. Dạ, cô ở đâu làm? Dạ, con ở chợ mới á. Cái gần đây mà. Thì gần đây nhưng mà thì gần đây bởi vì con đi qua vòng vòng trong An Giang mình không à, có không có đi xa. Dạ. Với lại phần gần ở đây cũng như là nhà của chị trong này Kinh Ba nè. Dạ. Trong Kinh Ba nè. Trong cái khu kênh đào đó nó có chợ không hay gì ha? Có. Cũng có chợ kênh đào. Có chợ kênh đào. Dạ. Vậy là mình đi cặp cái cầu đó là mình đi chạy vô luôn. Chạy vô là mới thấy chứ không phải nằm ngoài đường như mình thấy ha. Không thấy. Dạ. Cũng như ngoài đó cái cặp vô. Dạ. Bởi vì đi ở ngoài không có thấy. Dạ. Chạy vô ngoài lộ đó. Dạ không thấy. Dạ không thấy. Thôi con cảm ơn dì nha, con đi nha, ghé ở đây lâu quá trời. Dạ con còn đi vô trong núi Bà trong kia nữa. Dạ núi Sam kia nữa. Dạ thôi con đi nha. Đi nữa cả nhà ơi. Đây cũng gia vị nè. Ủa sao mình đi vòng vòng hồi mình đi ra ngoài này rồi. Kệ đi ra ngoài này mình xong là mình trở lại nữa. Dạ dạ. Trời ơi mỗi một chỗ bán một cái cách bán. Nè. Đây nè, ấy từng gói này cả nhà, cái này đố cả nhà biết cái gì không? Cái này là thuốc hút nha cả nhà. Thuốc hút mà hồi thời xưa mình nhớ ba mình cũng hồi lúc còn nhỏ mình cũng thấy ba hút cái này nè. Bỏ vô tờ giấy quấn lại đó cả nhà. Đó là thuốc này nè. Nhưng mà mình đi quay mấy chợ khác á, thì là mình thấy nguyên cây vậy nè cả nhà. Đó, còn ở đây thì phân nhỏ ra vậy cho bà con mình dễ mua nè. Đó. Lạ ha cả nhà ha, mỗi chỗ cái mỗi một cách bán khác nhau. Đó. Còn mấy chỗ kia thì mua tới đâu á thì bốc. Bốc bán, còn đây mình làm sẵn gì tiện. Dạ. Làm chợ kia là người ta cắt ra. Dạ. Đấy mà ta lột giấy thì trình mà ra luôn. Dạ. Thì đó. Em đi quay mấy chợ khác thì thấy mấy cô bán, mấy cô để vậy chứ ai mua cái bóc. Còn mình làm vậy nó tiện nè. Đó, mua nhiều gói, mua mấy gói mua vậy đó.
Bởi vậy đi quay chợ, cái mỗi một chợ một cái nét khác nhau. Cũng rất là hay. Cái này là mấy này là gì chị? À bún. Lại gần mới thấy bún này, tại ngoài nhìn nó dính lại không thấy nè. Bún. Nhưng mà bây giờ mình còn đi nữa, đi tới dưới mà tôi quay cái điểm lớn rồi. Dạ. Trầu. Đó, trầu này mua về làm thuốc nha cả nhà. Rồi cũng đám cưới ha. Thì cũng phải không thể nào mà thiếu trầu cao nè. Đó, chỗ chị bán đủ thứ luôn. Mình ghé đến cái là có thuốc nè, có trầu nè, có cao luôn nè. Đó, rồi có vôi nữa nha cả nhà. Có cao khô nữa nè. Lâu lắm rồi mình cũng đi quay nhiều chợ nhưng cũng ít thấy những cái mặt hàng này. Thôi mình đi nữa cả nhà ơi. Đi vòng vòng phía bên ngoài. Cô bán chuối nè, rồi nước dừa nữa nè. Đây là phía bên ngoài, phía đằng trước nha cả nhà. Đây là phía đằng trước chợ Vịnh Tre nè. Ở trước chỗ này, ở ngoài trước này nắng quá. Thôi bây giờ đi vòng qua đây. con đi quay phim chợ mình. Dạ coi đặng rồi con đăng lên tivi cho bà con xem đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê. Dạ cô bán vậy nè hả cô? Trời ơi cái hũ dôi nó màu này đẹp quá cả nhà. Đó dôi ăn trầu nè. Dạ rồi cao nữa nè, trầu thuốc rồi đủ hết trơn luôn. Con đi con quay chợ Chi Tôm con mới thấy có nha, còn chợ với lại chợ mình thôi, mấy chợ khác con không thấy. Dạ đây là dừa, bán dừa, bán xong nạo luôn này cả nhà ha. Tiện bây giờ tiện lợi cho bà con mình. Hồi đó đập ra ngồi nạo từ trái cực khác cô ha. Thôi mình đi vòng vòng nữa cả nhà ơi. Chợ Vịnh Tre thì ở phía ngoài á, mình nhìn thấy vắng vẻ không có chợ nha, thấy có tên chợ thôi. Nhưng mà đi vào bên trong thì thấy bà con mình buôn bán vui lắm nè. Hàng quá nhiều nữa. Rồi cứ đi nữa thôi. Đây là quần áo may sẵn đẹp đó cả nhà ha. Mình lựa chọn mình mua về mặc luôn, khỏi cứ chờ đợi may nè. Nó đẹp không? Mấy cái này là đồ bà ba nè cả nhà. Ôi mấy áo bà ba đẹp quá. Mình thấy mình cũng thích lắm nhưng mà mình mặc không có vừa. Tại vì mình cao giò quá mặc không có vừa. Đẹp quá. Chợ Vịnh Tre. Thì không có sợ mưa gió gì hết. Cô đây cô cũng bán gia vị nè, mắm. Mày không có đi hả Châu? Không có đường nào đi ta. Mình đi cái đường nào? Bây giờ ở đây có đường đi nè. Không. Em mua rồi, em mua mấy trái đậu gồng em giấu đây nè. Dạ. Quay lên cho cái. Quay chứ. Bà bắp chuối. Trời ơi, em cũng có bà chị cũng bán mấy thứ gam như chị gì đó. Trời ơi, chị bán hả? Bán mê lắm. Dạ. Đâu mà đi đây quay phim vậy? Em ở chợ mới nè. Dạ. Chợ này kêu là Vàm Sáng Vịnh Tre ha. Vàm Sáng Vịnh Tre. Có một bạn á kêu mình ở đây quay nè, nó chợ này bán cũng vui lắm, chị lại đi quay đi. Dạ. Mà hồi nãy em chạy ngang em nhìn thấy có cái tên chợ, em nói sao chợ gì dám quay, mà cái bạn kia nói là đông vui lắm ta. Ai ngờ đó tới hồi vô trong mới thấy vui. Dạ dạ. Khoan, để quay cái bông súng nè, cộng dài thòn nè. Đó. Trời ơi, bông súng nè cả nhà nó dài không? Đó. Là cái này là nước á, nó
cao bao nhiêu là cái cọng nó dài nhiêu hả chị ha? Xong nước lớn nước dòng nó bao nhiêu là cao bấy nhiêu. Dạ dạ nó cao bao nhiêu. Trời ơi mà nó mập ha. À, ngon hết cái này luôn. Còn đỏ hơn của hổm nó mập mà nó ăn thù lùi á, đồng sâu á, đồng dạ, sâu á, dạ. Nước không có vô da đó. Nhưng mà đi nhổ này cũng cực quá, nó sâu vậy rồi sao mà lộ xuống được ta? Người ta ta với xuồng. Ta đóng rồi về cuối người ta ra ly. Dạ dạ. Chứ mà lội ha, sao lội được ha? Dạ. Nó sâu quá. Thôi em cảm ơn mấy chị đẹp nè, mấy chị yêu nè. Thôi em đi đi xuống dưới chút xe rồi, xíu ha. Quay nửa mắt lên là vô biến thôi đây. Dạ có. 2 ngày nữa em chiếu. Dạ. Tại ngày mai em còn mắc chiếu ở chợ kia, ngày mốt về mới chiếu ở chợ này nha. Dạ. À, để ghi hình hết cho mấy chị đẹp, mấy chị yêu của em lên hình hết. Thôi đi ha. Dạ. Chợ này bà con vui vẻ dễ thương quá cả nhà. Còn đây nè, gia vị nè. Đủ thứ luôn. Ôi ôi. À. Bơ nè, lạp xưởng nè, đồ hộp nè, gia vị cả nhà ơi, cái mê đủ thứ nhà ha. Tại vì mình đủ thứ như nè, sữa tươi nè, cái này. Tuyệt vời luôn. Thôi ghi vậy cho cả nhà mình xem thôi. Bây giờ mình đi tiếp tục nha. Cái này cái lá xương sâm hả chị ha? Dạ, trời ơi lá sâm tốt quá cả nhà. Đó, ngay chỗ mình thôi mà nó xấu quá trời. Nó còi cọng. Cái này, cái lá xương sâm này cả nhà. À, mua về cái mình dò nó ra là nó sẽ đông lại. Đó, là cái này xương sâm mình ăn hoài đó, còn cái này là cái lá để làm ra cái xương sâm đó nha cả nhà. Thôi mỗi gian hàng. Mỗi gian hàng mình ghi hình một chút cho cả nhà xem thôi nha. Chứ nếu ở lâu quá thì là mình không có thời gian. Còn đây là bơ. Rồi trái cây ha cả nhà ha. Thái Lan nữa nè. Tại vì mình còn đi nữa cho nên không thôi, mình không có mua được cái gì hết trơn. Còn đi nữa. Bạn gái. Đậu cầm quán sao bạn gái? Nghe ngồi đậu cầm hả? Ôi lận nha, cái này mà mua hết mà cái này nãy nói nhiều, nó như mua hết nhiều. 6 ngàn. Em kiện liền á, em kiện liền á, em mua 7 ngàn có chút xíu đây nè ha, em giấu cái giỏ. Cái đâu mà rẻ dữ. Em mà qua em mua hủ chao á, rồi thành ra bữa nay cũng mua mấy trái đầu gồng bỏ đây nè. Tại vì còn đi nữa là để sợ nó héo đó, đây nè bỏ bịch nè. Mới nè. Nè. Thôi đi nữa cả nhà ơi, vui quá. Măng à, mùa này có mưa nhiều quá cả nhà cho nên măng, trời ơi măng bự quá trời luôn, ngon quá cả nhà. Dạ đúng rồi, YouTube anh ơi. Cười hỏi xong cái cười anh lên hình không, lại đây lên hình nè. Trời ơi măng ngon quá cả nhà, cái này mà thành cái cây thì cái cây rất là bự luôn. Cái này măng tre hả cô ha, quá trời luôn. Dạ đó thì em thấy mẹ cũng hay mua về á. Chị gọi chị gọi chị đó kìa, chị thấy chị gọi hay không, có ai bào hay chị không? Chuyên nghiệp mà, trời ơi làm hoài mỗi ngày rồi đó. Trời ơi nghề của người ta mỗi ngày rồi phân bì sao được hả chị ha. Gặp em mà em mò không biết chị nào xong à. Trời chợ Vịnh Tre vui quá. Chợ Vịnh Tre vui quá cả nhà ơi, mấy chị em vui vẻ quá trời luôn à. Nè nè nè, tên của mẹ đâu ai. Cái tóc này là tên gì chị? À, chung một vòng tay nha. Cái này à quay nhỏ mặt mà lên cho tôi. Cái này là ngày mốt em mới chiếu. À. Dạ, ngày mai em còn chiếu chợ kia, ngày mốt em chiếu chợ này. Bữa nay em chiếu cái chợ gì ta? Cái chợ gì kia, cái chợ gì bự đặng á, chợ Châu Phú á nhỉ? Dạ dạ đúng rồi chợ Cái Dầu. Dạ mày vô đây mày quay lên vô tất cả, lên vô tất cả mà. Mấy chị em ở đây buôn bán vui vẻ quá cả nhà, còn hàng quá khỏi chê luôn nha, tuyệt vời luôn, ngon lắm cả nhà ơi.
nhưng mà đồ gì cũng ngon hết, đồ gì cũng ngon hết á. Người á thì vừa đẹp vừa vui vẻ, hàng quá lại ngon nữa thì thôi là nhỏ nhỏ nha, không có dạ số mỏng luôn. Cái này là cà na nè cả nhà ơi, phải là lạ. Còn cái này là bông điên điển. Có chú điện tham quan nè, đây chú đây. Quay hai chồng mặt bên kia kìa, bán đồ đầu tư. Trời ơi vui quá trời luôn à. Quay nói chuyện luôn, nói chuyện gan gan vậy đó. Thì cái máy này hút tiếng luôn mà mình nói chuyện cái cũng thu tiếng vô luôn vậy đó. Chị đi có một mình ơn hả? Có mình ơn à. Mình ăn một mình làm mình. Là mình quay chương trình vậy à? Dạ em làm bên YouTube á. Rồi em quay em cũng đăng lên TV vậy đó anh, dạ. Coi điện thoại cũng được mà TV cũng được. Dạ. Chợ Dầm Sáng Dình Tre. Nhưng mà YouTube thì mỗi người có một cái tên, cái kênh riêng của mình cái tên. Cái tên của em là Chung Một Vòng Tay nè. Đó, thì anh bấm vô bây giờ anh coi mấy chợ khác, em cũng chiếu mấy chợ khác rồi. Vậy là chút nữa là có liền ha. Cái này thì chắc 2 ngày nữa em mới chiếu. Tại vì em còn dướng một cái chợ kia, ngày mai em chiếu rồi mới tới chợ này. Chợ nào quay trước là đăng lên trước. Dạ. Và bữa nay em đăng cái chợ kia kìa. Đó, chợ lớn lớn nặng. Dạ. Đâu quay anh đó giùm coi, anh đó đi lại đi. Trời ơi, toàn là người đẹp không mà lên trái máy em đó. Vừa đó. Lên trái máy đó. Dính hết rồi, đưa bà con mình đi du lịch nước ngoài luôn nha. Quay hồi năm nào là quay chợ Dầm Sáng này là đẹp chứ lắm luôn. Dạ, không do cái máy quay á chị. Do cái máy, dạ. Thấy coi chợ mình, thấy coi lắm. Dạ, lên đẹp. Thí dụ như chợ mình tối hù ha, chợ mình tới hôi luôn vậy đó, cũng như là nó thấp tối á, mà vô cái là nó có chợ sáng á, nó bật lên cái chợ mình sáng trưng đẹp lắm. Dạ nó vậy gọn ha chị. Dạ mắc thì không chị. Dạ cũng được thôi chứ không mắc mà cũng không rẻ. Sai được. Dạ vài triệu không? Hơn hơn nè. Dạ chắc mười mấy triệu rồi hả? Dạ thấy gọn quá. Dạ nó nhiều giá tiền lắm anh, nó nhiều loại lắm. Cái này là vô thẻ hay là cái này vô thẻ? Vô bi vô thẻ. Dạ vô thẻ. Thẻ của em cũng hơn 100GB nhưng mà hết thì mình gắn thẻ khác cho mình quay. Còn riêng mà pin thì em quay được 5-6 tiếng đồng hồ lận. Dạ bởi vậy đi quay đình chùa đồ, đi quay đình chùa đồ thích lắm. Dạ quay đủ luôn, đầy đủ rồi, quay vậy là thấy hết trơn. Thấy hết trơn có vậy chứ mà gom lắm. Dạ gom dữ lắm, coi nó nhỏ gì chứ mà nè, nó thấy xa lắm nè. Nó thấy qua tới bên kia luôn kìa. Dạ vui quá cả nhà ơi, đây là chợ Dàm Sáng Vĩnh Tre. Ở ngoài đường nhìn vô thì chỉ thấy logo chợ thôi, không có thấy chợ nha cả nhà, tưởng đâu là không có chợ. Nhưng mà vô trong nè, bà con mình buôn bán vui ơi vui luôn. Vậy thì này là đẹp lắm, cô nào cũng đẹp. Phải nói là mình cảm ơn một bạn đã gợi ý cho mình đến đây quay. Tại cái ngày đó là hôm đó em đi cái chùa An Hòa Tự. Em qua em quay cái chùa An Hòa Tự ở Phú Tân mình đó. Thì em mới gặp cái bạn đó cũng đi cúng chùa. Thì bạn mới nói là chị lợi chị quay chợ này vui lắm, hàng quá ngon mà bà con vui lắm. Đó thì là em mới biết cái chợ này chứ thôi em cũng không biết mình có chợ này nữa. Đi Châu Đốc thì đi ngang mà đâu biết đâu. Dạ. Còn sao nè, ra quay sao là chị bắt bắp nữa. Đó, nãy em gửi xe đó em đi một cái vòng đó, em đi vòng lại đây vòng lại đây vậy. Thôi mấy chị bán hàng đi nha. Chúc mấy chị buôn may bán đắt thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Bye bye. Dạ vui quá trời. Ai đúng rồi, chính xác luôn, đăng ký nữa nha, đăng ký rồi bấm like, đăng ký bấm like đàng hoàng rồi chia sẻ luôn. Chia sẻ cho người nhà mình xem là cái chợ này vậy đó, có người đến quen vậy đó, rồi lên hình vậy, thấy gian hàng của mình, thấy chợ mình rồi này kia đó, vậy đó. Nhớ chia sẻ ủng hộ em ha. Rồi cảm ơn nhiều. Em còn đi một vòng, đi vô trong em còn đi vô trong Châu Đốc nữa, cho nên là không có ở đây lâu được. Ghé quay chút xíu thôi. Dạ thôi em cũng tạm biệt anh chị nha. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe ha, buôn may bán đắt nha. Dạ cảm ơn chị. Nữa nhắc nhở chị em mình ai cũng vậy hết, bấm like. Dạ đúng rồi, bây giờ mở coi cũng có rồi. Em cũng chiếu nhiều chợ mà. Thôi giờ đi vòng xuống đây, cái vòng qua đây cả nhà ơi. Bây giờ tôi thấy chợ này vui mà hàng quá ngon nữa. Cho nên tôi cũng lúc nào tôi cũng muốn thu hình hết trơn mà chưa giờ tôi không biết đi hướng nào nữa. Chị vua YouTube chị là mở lên là nói làm sao là mở lên coi. Thì chị mở vô chị cài đặt giọng nói, chị nói là kênh Chung Một Vòng Tay. Kênh Chung Một Vòng Tay. Dạ, dạ. Em nhớ em mâm hộ cho. Dạ. Chung Một Vòng Tay ha. Tại vì cái kênh này
cái clip này em sẽ đăng bên đó, còn là những clip khác thì em đăng bên đây nè. Em có hai kênh đây nữa nè, nói đó đây nữa nè ha, rồi đây nữa nè, miền Tây ấm áp miền Tây, đúng rồi ấm áp miền Tây, với lại cái này nữa là hai kênh lận, nhưng mà cái chợ mình là em đăng qua cái kênh này, bên chung một miền Tây. Cái để em thôi là nói sao mà đăng mà nó kêu coi mà họ bắt không thấy, tại bắt lộn kênh á. Em biết đăng em ủng hộ chị tới cùng rồi, cảm ơn người đẹp nha, cảm ơn người đẹp nha, tới cùng luôn nghe mừng quá. Thì em không biết là chị nhớ hay không thôi, không biết là chị nhớ ủng hộ em hay không thôi, nhưng mà cái lời nói gì em nghe em cũng hay, em hay lướt coi lắm, em vậy hay coi lắm, ủng hộ em nha. Rồi có gì cái là bình luận mấy chữ đấy. Nhớ mình hôn mà bữa ở chợ đó hay đồng rồi, nhận okay. Ra mình thả tim nha. Phải có liền. Thôi em đi nha. Mỗi chỗ làm bà tám hoài cái là hết giờ. Vui quá cả nhà. Chợ Vàm Sáng Vịnh Tre mình ở đây bà con bán nhiều hàng quán ngon ha, mà vui lắm. Quá đâu. Chanh nè, tắc nè, đủ thứ. Rồi cũng có lá sầu đâu nè cả nhà ha. Sầu đâu này mẹ cũng hay mua về làm. Thôi giờ đi vòng ra ngoài này. Ngồi bán trứng nè. Làm YouTube hả chị? Dạ YouTube. Nhưng mình còn đi nữa cho nên không có mua đúng có gì đâu, quay đi có gì đâu. Mẹ đi chợ mua hết trơn rồi. Sáng mẹ đi chợ sớm lắm. YouTube bấm bên gì mà có tên gì bấm vô là... chữ này nè, chung một vòng tay là sẽ thấy cái chợ này biệt của mình bữa nay, nhưng mà hai ngày nữa mình mới đăng lên TV. Ngày mai mình còn đăng cái chợ kia, ngày mốt mình mới đăng chợ này, cũng như chợ nào quay trước mình đăng trước vậy đó. Rồi đấy nữa em bây giờ bấm coi. Rồi bấm coi ủng hộ em nha. Đây nè, rồi like nha. Sao có vô tiếng em không biết like nè, mà chỉ like chỗ nào. Trời, cái vô tiếng mình cũng chịu thua, mình không biết, mình xài điện thoại không, trời suốt ngày có bao giờ đụng tới vô tiếng đâu. Vô tiếng để cha với mẹ coi không mà mình chưa bao giờ mình đụng tới trơn á. Bây giờ mình cũng muốn bấm cho người ta nút mình chia sẻ là mẹ ủng hộ nhưng mình không biết á. Chỉ đăng ký rồi đó, chứ để chị không đăng ký ha. Cái thời chị coi xong nó trôi qua mất tiêu rồi chị kiếm lại không được. Đúng rồi, với lại mình đó người ta cũng đâu có nhận cái thù lao hay cái gì đâu, người ta cũng bỏ công việc rồi săn cộ người ta đi đến người ta quay như vậy, thì bà con mình xem ủng hộ vậy đó rồi chia sẻ vậy. Thái coi này đó, coi vậy hả? Coi ủng hộ nha, em cũng quay đền chùa rồi nhiều lắm, đền chùa cũng lễ đền đồ này kia nọ, rồi bên Phú Tân hôm trước rồi cũng quay nhiều lắm. Tại vì cái kênh của mình cũng thập cẩm, mình cũng đăng tùm lum những cái gì mà ý nghĩa văn hóa đẹp của quê hương mình đăng lên cho bà con coi, chứ đâu có không có làm cái đăng cái gì tầm bậy được đâu. Đi ở đâu mà đi quay ra nè? Ở chợ mới. Bữa nay đi Châu Đốc nè, có một bạn kêu ghé đi quay đi chợ này vui dễ thương lắm, là thình ra mình mới nhớ mới vô đây quay nè. Bây giờ còn phải lát nữa đi vô trong Châu Đốc nữa. Rồi để gì mà bố coi ủng hộ tiếp. Nha, nhớ nha. Đừng có quên nghe, cảm ơn trước nha. Em phải coi này lắm. Dạ, thôi em đi nha. Thôi, chúc chị thật nhiều sức khỏe nè, buôn mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nhiều nha chị. Dạ. Bé nè, trời ơi, bị lớn mà cũng biết đi chợ nữa nè. Trời ơi, mua được cái gì rồi? Mua được con cua. Hả? Ở tiền ơi, mua được con cua. Nè, nó giờ dỡ lên cho cô quay nè. Trời, xình không, con ơi, xình. Dỡ cua lên cho cô quay con cua nè. Ôi trời, thức ơi. Dỡ tay chào kìa. Tôi kêu dỡ con cua lên cho tôi coi. Dỡ cua lên. Thấy thương quá trời. Trời ơi, màu đen quá, đi chợ mặc áo đen rồi, trời ơi. Thấy thương không? Nè con chào các bạn đi. Chào đây, chào các bạn nữa nè, chào nữa nè, chào các bạn nè. Lấy tay lên chào. Chào các bạn nữa nè. Chào gì nè, chào lên. Thôi thôi. Chị không biết á. Còn nhỏ quá chưa biết. Ủa nó lạ với lắm, tay lạ đó. Dạ lạ. Chào con. Rồi chào thôi thôi nè, chào con nè. Cô đi nha. Cầm lên chào bà. Chào nha. Chào bà. Cười. Bên đó, bên đó chào. Người ta lạ mà, thôi, ta lạ. Dạ. Thấy nó dễ thương mình cũng thích quay. Thôi đi nữa cả nhà. Phải nói là mình ghé cái chợ này lâu nhất nè. Vui quá cho nên là mình cũng dừng lại. Trời ơi, tới đây. Đi chợ đó, đi chợ mua được con cua sách coi kìa, thấy ghét không? Trời ơi, mua được con cua đó. Mua được con cua, coi sách toàn ten rồi đó, chịu nổi không? Còn nhỏ quá chưa biết mà. Thôi đi nữa cả nhà ơi. Công nhận chợ này vui quá cho nên mình ghé mình... làm bà tám nhiều quá cho nên là lâu. Trời ơi, sổ mũi. Đi qua nắng sổ mũi nè.
Tôi ăn đó. Xôi nè, xôi của cô nè, ngon quá trời luôn. À, xôi bắp nè. Rồi bánh rồi à. À, cái gì ta? À, cơm cháy. Rồi, rồi bánh phồng nữa nè. Mình mà đi chợ mình thấy bánh cháy thì mình cũng mê lắm, nhưng mà hồi nãy giờ thì chúng ta cũng đi xung quanh chợ Hàm Sáng Vĩnh Tre rồi quay cho cả nhà mình xem chợ bà con buôn bán hàng quá ngon mà chị em rất là vui vẻ, cả nhà thấy rồi đó, nói chuyện vui vẻ rôm rã. Thì những gì tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người, những người con của quê hương xa quê không có dịp về thăm lại quê hương, thì tôi quay ghi hình lại tôi gửi đến cho tất cả mọi người xem. Thì thôi thì cũng hết rồi, nãy giờ mình đi vòng quanh cũng hết chợ rồi cả nhà. Có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Có lẽ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành, ủng hộ tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay ạ. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.